Ái nữ nhà Minh Nhựa ăn sập Đài Loan. Con gái đại gia Minh Nhựa cùng chồng đưa hai con sang Đài Loan, thực hiện chuyến photo tour ăn sập chợ đêm Cao Hùng. Ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa, do sơ phạm, và chồng Tâm Nguyễn đang đưa các con đi du lịch nghỉ hè. Hai vợ chồng cô nàng rít kíp thường xuyên đi. Do sơ phạm và chồng Tâm Nguyễn đang đưa các con đi nghỉ hè ở Đài Loan. Hai vợ chồng cô nàng rít kíp thường xuyên lên lịch trình du lịch, vừa khám phá vùng đất mới, vừa quay video làm vlog. Lần này, Do Sơ và chồng xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh bay đến Cao Hùng, sau đó di chuyển đến Đài Trung. Cao Hùng ở phía nam đảo Đài Loan, là một thành phố cảng sầm uất, phát triển hiện đại. Nơi đây cũng nổi tiếng với nhiều danh thắng, công trình tôn giáo kiến trúc độc đáo. Do Sơ ghé thăm chùa Long Hổ và đầm Liên Trì. Ngôi chùa có hai tòa tháp chính là tháp Long và tháp Hổ, mỗi tháp cao 7 tầng. Du khách sẽ đi vào ở cửa rồng, long và đi ra ở cửa hổ để cầu mong tài lộc, cát tường. Người đẹp sinh năm 1999 thuê xe điện, dạo quanh vịnh Tây Tử ngắm biển. Xe điện khá phổ biến ở Cao Hùng nói riêng và Đài Loan nói chung. Hai người thuê hai chiếc xe, đèo con trai và con gái đi chung. Vịnh Tây Tử nổi tiếng bởi cảnh đẹp hoàng hôn và rạn san hô tự nhiên nơi đây cùng các danh thắng gần đó như bãi tắm Vịnh Tây Tử, công viên Hải Tân, Hai Bin, lãnh sự quán Anh Quốc Ta Cao. Giống Đài Bắc, Cao Hùng nổi tiếng với nhiều khu chợ đêm sầm uất, hàng quán tấp nập. Do Sơ Phạm và Tâm Nguyễn lựa chọn Lục Hợp, Liêu, một trong hai khu chợ đêm nổi tiếng nhất ở thành phố. Chợ bắt đầu buôn bán từ những năm 1940 nhưng tới năm 1987, khu vực này mới được quy hoạch trở thành nơi thu hút khách tham quan. Hai vợ chồng nàng rít kíp dành bụng để ăn bữa tối khắp khu chợ. Một trong số đó là món trứng đúc hàu, được làm từ những con hàu tươi, đánh bắt từ biển Cao Hùng, thêm chút bột và trứng gà rồi chiên lên, rưới thêm chút nước sốt đậm đà. Đến Đài Loan, du khách không thể bỏ qua những sạp hàng bán hải sản xiên que. Đặc biệt là món mực khổng lồ chiên, rắc thêm gia vị đậm đà và phô mai, ăn một lần là nhớ mãi, ngoài ra còn có thêm bạch tuộc, tôm, chả cá. Quầy tôm nướng cũng rất đắt khách. Tôm được xiên vào que kim loại dài, nướng trực tiếp trên than hồng, tẩm thêm gia vị và các loại bột. Để giải khát, Tâm Nguyễn mua một ly sinh tố dâu tây đá bào. Các khu chợ đêm ở Đài Loan luôn bán nhiều loại nước giải khát đặc biệt như sữa đu đủ, trà chanh ô mai, trà sữa, nước ép. Tới Đài Trung, hai vợ chồng thưởng thức một bữa ở nhà hàng với món thịt gà quay, chấm gia vị chua ngọt, nấm xào, salad. Buổi tối, ái nữ nhà Minh Nhựa cùng chồng khám phá thêm một khu chợ đêm ở Đài Trung và thưởng thức món trứng ngâm trà nổi tiếng. Ở Đài Loan, chủ quán cho thêm nấm để tăng mùi vị. Giá một quả là 15 Đài tệ, tương đương 11.000 đồng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.